chương 221, đầu trọc mang theo hiệu ứng nguyên rủa. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều phải bội phục phu quân, thật biết uy hiếp ở người thế nào. Ta chính là có đại quyền, ngươi tới cắn ta xem, chỉ thấy hồng mụ biến sắc, cười nói công tử, nói đùa thay đổi bầu không khí một chút, sao ngài còn tưởng thật chứ? Ha ha ha, đúng vậy, đều là nói đùa nha, đã trưa rồi, hồng mụ không về ăn cơm à? Hồng mụ vuốt vuốt cái trán, gạt ra nụ cười nói công tử, tốt xấu gì cũng cho một chút đi, để mùi, cần bao lâu mới có thể khiến hoa hương lâu kia đóng cửa? Đại ca nói là được, dạ con đều muốn bay lên, quyền lực thật là thứ tốt thanh danh công chúa cũng có chút tác dụng ai nha đột nhiên nhớ tới trong nhà còn đang nấu nước không quấy rầy nữa cáo từ chờ một chút dạ cung gọi hồng mụ lại công tử còn có chuyện gì sao vẻ mặt hồng mụ đau khổ hỏi văn tử bán mình hồng mụ quên rồi sao ai nha xem trí nhớ của ta này hồng mụ vỗ đầu một cái từ trong ngực lấy văn tự bán mình ra cho dạ cung dạ cung nhìn một chút không có vấn đề hồng mụ nhanh trở về đi nước sôi bay hơi hết rồi hồng mụ cười cười xấu hổ sau đó mang theo người chạy đại ca ngưu bức dạ tần trực tiếp hô ngay cả trưởng tôn nhị cùng tử yên cũng hô đại ca ngưu bức dạ côn vỗ vỗ đầu vai loại chuyện nhỏ nhặt này về sau các ngươi giải quyết là được học nhiều một ít dạ côn hết sức đắc ý đưa văn tự bán mình cho đệ đệ dạ tần trực tiếp xé tử yên cảm động đến mức bổ nhào vào trong ngực tần ca gào gào khóc thật là tội nghiệp a à, xem ngươi đắc ý dịp ly li liếc mắt nhìn dạ côn đưa tay sửa sang lại cổ áo cho dạ côn một chút thế nào phu quân xuất khí sao nhan mộ nhi nhẫn nhịn ngẹn miệng xuất là xuất nhưng vẫn chưa hoàn hảo còn chưa hoàn hảo nhan mộ nhi nhẹ gật đầu học đệ đệ một ít liền sẽ hoàn hảo ai nha đói bụng quá có phải nên ăn cơm rồi hay không thấy côn ca lại chuyển chủ đề diệp ly và nhan mộ nhi cảm thấy sơ tâm không thể đổi không khiến người đốn ngộ thề không bỏ qua chỉ sợ dạ côn còn không biết mình đã khiến thê tử phát bực một ngày sau dạ gia thái kinh trong tay dạ tư không nắm lấy bức thư do dịch y vân viết câu mày đứng ở bên cạnh còn có dạ dương cha xem ra dịch y vân chưa từ bỏ ý định muốn tiểu tử tư niên kia lên làm gia chủ dạ dương bên cạnh trầm giọng nói ra lộ ra một tia gian xảo dạ tư không để bức thư xuống âm u nói ra dịch y vân là một nữ nhân không tồi hiện tại vẫn không từ bỏ ý định thật khiến cho ta phải suy nghĩ lại cha ý của người là nguyên tôn kiếm đế cùng già dạ côn con chọn người nào dạ tư không hỏi đương nhiên là nguyên tôn kiếm đế bất quá nguyên tôn kiếm đế làm sao có thể thu dạ tư niên chuyện này không thể nào dạ tư không từ tốn nói nhưng có mấy ai biết tên thật của nguyên tôn kiếm đế chính là nguyên hạo lại có mấy người biết bút tích của nguyên tôn kiếm đế cha ý của ngài là dịch y vân ủng hộ con trai của mình quả thật hao tốn không ít tâm tư gọi người trở về đổi dạ công thành dạ tư niên dạ dương thầm nghĩ phụ thân trở mặt thật nhanh luôn chọn bên có lợi ích lớn nhất vâng chờ một chút dạ tư không đột nhiên gọi dạ dương lại cha còn có chuyện gì muốn phân phó con cùng ta đi một chuyến ta dạ dương kinh hô một tiếng đi chuẩn bị đi dạ dương chất phát đi ra ngoài an bài cha lần này đến cùng tính thế nào vì sao đột nhiên muốn rời khỏi thái kinh rồi đây không phải sẽ khiến thánh nhân ngờ vực sao dù sao tay nắm một nửa hùng sư thái kinh mọi cử động của dạ tư không đều bị thánh nhân giám thị an khang châu giờ tí thời tiết hanh khô cẩn thận củi lửa đông 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 người gõ mỏ cầm canh bình khang phường hét lớn miệng phun hơi nóng bên hông còn mang theo bầu rượu nóng ấm hai thời tiết này đúng là càng ngày càng lạnh người gõ mỏ cầm canh dừng bước mở bầu rượu ra nhấp một miếng toàn thân đều nóng lên thế nhưng một hồi gió rét thổi tới khiến sau lưng phát lạnh chậm rãi quay đầu nhìn lại phía sau đằng sau một mảnh đen kịt hôm nay trăng bị mây che phủ một chút ánh sáng cũng không có chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn lồng trong tay hô một âm thanh quái dị vang lên người gõ mỏ cầm canh loáng thoáng trông thấy một cái hắc ảnh bay qua nhưng nhìn kỹ lại lại không thấy ai trời hanh vật khô cẩn thận củi lửa đông 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 sáng sớm ngày thứ hai dạ cung ông thê tử nằm ngáy o o thê tử sinh khí thì sinh khí thế nhưng lúc ngủ vẫn ông côn ca thật chặt như thế mới ấm áp thật là thơm thiếu gia đại sự không xong mặc dù dạ côn không có mở to mắt nhưng bạch nhãn ở trong lòng đều đã lật ra tới nhất định phải nói với đông tứ một chút không được hô câu này nữa phu quân gọi ngươi đấy dạ côn bất đắc dĩ lên tiếng thì thế nào không thể để cho ta ngủ ngon giấc sao thê tử đều lạnh nói xong còn ông chặt thê tử thật là phiền quá thiếu gia đêm qua hàng loạt hài tử ở bình khang phường bị trộm đi dạ con nghe xong mở mắt diệp ly và nhan mộ nhi cũng đồng dạng các nàng ngủ tiếp đi ta đi xem tình huống một chút Từng, phu quân chú ý an toàn hôn hôn hết cách con ca chỉ có thể ban thưởng mỗi thê tử một cái hôn con ca ta ưu tú luôn giản dị tự nhiên như vậy mặc vào ngoại bào thật dày dạ con cảm giác đỉnh đầu đều sắp đông cứng thời tiết thay đổi quá nhanh hà một hơi lấy hơi nóng xảy ra chuyện gì đông tứ cung kính nói ra lão sư hôm qua bình khang phường mất đại khái trên trăm đứa bé đều vừa đến hai tuổi một người cầm canh nói hôm qua thấy hắc ảnh tung bay hai tử mất tích nhà môn hẳn sẽ đến phá án đi dạ cung ngáp hỏi vâng tên ba đại kia rất quan tâm chuyện này sáng sớm đã tự mình đến nơi này điều tra thôi đi đều là giả vờ mà thôi dạ côn từ tốn nói nói là nói như vậy dạ côn lại hỏi có biết chuyện gì không lão sư có rất nhiều chuyện có thể lợi dụng hai tử phong ấn tà ác triệu hoán tà ác, luyện chế tà ác, mấy chuyện này đều hết sức tà ác, Đông Tứ trầm giọng nói ra, loại hành vi này người người có thể tru diệt, dạ cô nghe xong trầm mặt, lập tức nói ra. Ban đêm cùng đát từ ra ngoài trong coi, xem có thể bắt được người này hay không, nhưng mà lời này vừa mới nói xong, dạ cô liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hoang hô, loáng thoáng có thể nghe thấy mấy từ ngân sắc nam nhân, người bên ngoài thấy ngân sắc nam nhân tới, phản phất thấy được cứu tinh, cho nên mới hoang hô lên, dạ cô bổ sung một câu tìm được người thì báo cho ta biết, vâng, dạ cô cảm thấy phải đến lật mặt tên giả mạo này, ngươi một mực giả mạo ngân sắc nam nhân, không tốt a. À? châu trưởng vừa mới sợ tội tự sát án hài nhi mất tích liền đến chuyện này khiến cho lòng người bạn hoàng không biết an khang châu có bị nguyền rủa hay không mà lúc này dạ tư không cùng dạ dương cũng đã tới an khang châu đi đến dạ gia đầu tiên dù sao nhi tử cùng cháu trai chết cũng phải đến xem xem khắp nơi dạ gia đều treo màn trắng cảnh vật rất quạng cu ẻ có thể xem như người đi trà lạnh chương 222, kiếp sau đừng ngu như thế cha dạ dương nhìn ánh mắt phụ thân lộ ra một tia thương cảm trầm giọng kêu này một tia thương cảm bị dạ tư không thu vào làm gia chủ dạ gia không thể để cho người ngoài thấy một mặt yếu ớt của mình được già dạ da trong mắt thế nhân vĩnh viễn mạnh mẽ tinh thần bất khuất nhưng loại tinh thần này chỉ lưu lại ở bên trong thế hệ dạ tư không dần dần liền biến nhưng dạ tư không cũng không cải biến sơ tâm vì sự vinh quang và mạnh mẽ của gia tộc ông đã phải bỏ quá nhiều hai tên thủ vệ đứng ở cửa thấy một vị lão giả cùng một người đàn ông trung niên đi đến đều lộ ra vẻ nghi hoặc dạ tư không là lần đầu tiên tới an khang châu dạ dương cũng chưa từng bước vào an khang châu dù sao năm đó không tranh được nhìn sẽ chỉ thêm bực mình hai vị là đến bái tế sao đúng vậy dạ tư không từ tốn nói thủ vệ nhìn cách ăn mặc của hai người dường như cũng là người có quyền có thế cho nên không có ngăn cản dẫn hai người đi vào ở trung ương trong đại sảnh có đặt một cái quan tài màu vàng kim trên xà nhà xung quanh treo màn trắng dịch y vân quỳ tại trước linh đường đốt tiền giấy dạ tư niên quỳ ở một bên cũng không biết đang suy nghĩ gì mà ở đối diện dịch y vân chính là mẫu thân giả dạ thiếu long trên mặt không có chút huyết sắc nào hốc mắt đỏ bừng rất là suy yếu có khách tới quản gia ở bên ngoài hô mọi người trong nội đường đều quay đầu nhìn sang mẫu thân giả dạ thiếu long căn bản không biết đám người giả dạ tư không bởi vì sau khi giả dạ chiếu tới nơi này mới cưới cho dù hồi trở lại thái kinh đều chỉ mang theo dịch y vân dù sao đây là chính thê dịch y vân cùng giả dạ tư niên cũng kinh ngạc vô cùng vốn cho rằng chẳng qua là phái người tới truyền đạt ngàn vạn lần không nghĩ tới giả dạ tư không thế mà đến rồi ngay cả dạ dương kia cũng tới gia chủ dạ gia rời khỏi thái kinh chỉ sợ thánh nhân sẽ đứng ngồi không yên trong lòng sinh nghi dạ tư không cùng dạ dương đi đến trước linh vị dạ chiếu dịch y vân cùng dạ tư niên trực tiếp quỳ lạy dạ tư không mặc dù mẫu thân dạ thiếu long nghi hoặc thế nhưng cũng làm theo động tác của hai người tân khách nhất cúc cung cúc cung cúi đầu quản gia bên cạnh chỉ tưởng rằng là khách đến tế bái căn bản không ngờ lại là gia chủ dạ gia dạ tư không cúi đầu trước linh vị của nhi tử dạ dương nhìn cha đều cúi đầu mình cũng giống như vậy nhị cúc cung tam cúc cung gia chúc tạ lễ cha nhị cạch y vân cung kính hô gia gia nhị bá trong lòng dạ tư niên có chút khẩn trương đối mặt với gia gia liền cảm thấy giống như có một ngọn núi đè lên trên vai cho dù hiện tại đã là đồ đệ của kiếm đế mẫu thân dạ thiếu long bên cạnh nghe xong liền kinh ngạc vạn phần trực tiếp quỳ đến trước mặt dạ tư không cha người hãy làm chủ cho phu quân hãy làm chủ cho thiếu long bọn họ chết thật thê thảm là do ngân sắc nam nhân kia y móc tim phu quân ra đạp vỡ đầu của thiếu long con trai của ta dạ tư không cúi đầu nhìn thoáng qua phụ nhân lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người dịch y vân quản gia nuốt một ngụm nước bọt dưới ánh mắt của dạ dương nhanh chóng kéo mẫu thân dạ thiếu long ra người đầu bạc tiễn người đầu xanh dạ tư không hơi thở dài một hơi từ tốn nói cực khổ rồi con dâu không khổ cha từ xa tới ngài vất vả rồi dịch y vân cung kính nói ra đối mặt với đại lão gia tộc này dịch y vân không dám càng rỡ dạ tư không chuyển qua nhìn dạ tư niên tư niên lần trước gặp con con vẫn chỉ là hài tử hiện tại đã có mấy phần uy nghiêm giống cha con nơi này giao cho con gia gia yên tâm cũng đừng khiến gia gia thất vọng Câu nói này khiến Dịch Y Vân yên tâm, xem ra cha cuối cùng vẫn lựa chọn Nguyên Tôn Kiếm Đế, kỳ thật đây không phải lựa chọn, đây là đơn hướng lựa chọn, Nguyên Tôn Kiếm Đế ngoại trừ là kiếm đế ra thì còn có thân phận gì? Chính là hoàng thất, không chọn hoàng thất, vậy liền có mưu phản chi tâm, trước kia là lựa chọn trong nội bộ gia tộc, dạ côn là lựa chọn đầu tiên, thế nhưng gia nhập hoàng thất, vậy liền không được chọn, giả dạ tư niên xúc động vạn phần, cho tới bây giờ chưa thấy qua gia gia khen ngợi người nào, ngay cả cha đều không được gia gia tán dương, hôm nay mình lại được gia gia, tư niên sẽ không cô phụ kỳ vọng của người, dạ tư niên cung kính nói ra, dạ tư không nhẹ gật đầu, học tập cho giỏi, đừng làm mất mặt dạ gia, vâng, gia gia, dịch y vân cười nhẹ nói cha, nhị ca, đã sắp đến trưa rồi, con sẽ bảo người chuẩn bị cơm trưa, không cần phiền đệ mùi, cha còn phải trở về Thái Kinh, dạ dương nhẹ nói ra, dịch y vân sửng sốt một chút, lập tức mặt giãn ra. Vậy con dâu liền không lưu cha, cha trên đường cẩn thận, dạ tư không yên lặng gật đầu, quay người rời đi, bất quá lại đưa tay khoác lên quan tài, cuối cùng vỗ vỗ quan tài, lẩm bẩm nói lão tướng, mệt mỏi thì nghỉ ngơi thật tốt, kiếp sau đừng có ngu xuẩn như vậy sau khi nói xong dạ tư không rốt cuộc không có quay đầu cùng dạ dương rời khỏi dạ gia dạ tư không làm sao không biết sự tình phát sinh trong đó cưng chiều tiểu tử làm xăng làm bậy cuối cùng rơi vào kết cục như thế nhưng bất kể sai thế nào cũng là nhi tử dịch y vân nhìn dạ tư không rời đi khóe miệng lộ ra đường công nhưng mẫu thân dạ thiếu long bên cạnh lại gào gào khóc lớn người một nhà hai loại tâm tính thân ở đại gia tộc liền phải có giác ngộ như thế ngồi lên xe ngựa dạ tư không từ tốn nói đi học viện vô hư cha không phải nói trở về sao làm sao lại muốn đi gặp tiểu tử kia mặc dù không hiểu ý của cha nhưng dạ dương không dám không nghe theo bảo mã phu trực tiếp đi học viện vô hư bạch vũ mã quả thật là thứ tốt từ thành đông đến thành tây thời gian không đến một nén nhang bất quá dạ tư không cũng không có trực tiếp đi vào học viện vô hư mà là hạ xuống bên ngoài bình khang phường đi bộ vào bình khang phường thật đúng là náo nhiệt dạ tư không nhìn đám người bàn luận sôi nổi lẩm bẩm nói lão tiên sinh hẳn ngài mới từ nơi khác đến đây không phải náo nhiệt mà là đã xảy ra chuyện rồi một bên lão ông thở dài nói dạ tư không nhàn nhạt hỏi lão nhân gia nơi này đã xảy ra chuyện gì trong vòng một đêm mất đi trên trăm đứa bé náo động đến lòng người bạn hoàng bất quá cũng may ngân sắc nam nhân tọa trấn bình khang phường giúp bách tính có thể an tâm một chút dạ dương lạnh giọng nói ra một tên giặc cỏ lại có uy vọng như thế cha dạ tư không không nói chuyện tiếp tục đi đến học viện vô hư càng tiến vào bình khang phường càng có thể nghe thấy tiếng hoang hô của mọi người mặc dù dạ dương không thích dạ chiếu nhưng giết người dạ gia đó chính là đang gây hấn với dạ gia ngân sắc nam nhân phải chết thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện ngân sắc nam nhân dùng khí thế liền có thể bức lui đạo đức tử như thế làm sao chết thế nhưng hiện tại ngân sắc nam nhân sống rất tốt thậm chí còn được bách tính yêu thích khẩu khí này nuốt không trôi kia chính là ngân sắc nam nhân dạ tư không nhìn về phía nam nhân mặc áo giáp bạc trong đám người hỏi cha hẳn là y dạ tư không nhìn ngân sắc nam nhân thật sâu mà ngân sắc nam nhân phản phất có thể phát hiện ra được cũng nhìn về phía dạ tư không mặc dù ngân sắc nam nhân mang mũ giáp không nhìn thấy con mắt nhưng cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt hai người đã ma sát trong không khí đi thôi dạ tư không từ tốn nói tiếp tục đi tới học viện vô hư ngân sắc nam nhân cũng thu hồi ánh mắt tiếp tục an ủi bách tính bảo mọi người yên tâm chương 223, trăm hai con ca ta rất xảo trá rất có tâm cơ hai người rất nhanh đã tới trước cửa học viện vô hư đại môn vẫn đang đóng chặt dạ dương tiến lên gõ cửa một cái sau đó thối lui ra sau lưng phụ thân chờ đợi chỉ chốc lát sau môn đã được mở ra người mở cửa là phi tuyết khi nhìn thấy dạ tư không đứng trước mặt phi tuyết có hơi kinh ngạc nhưng lại kịp phản ứng hai vị là dạ dương thấp giọng nói ra tìm dạ côn đây là gia chủ dạ gia dạ. phi tuyết giả bộ như rất kinh ngạc chắp tay nói ra được rồi tiểu nhân lập tức đi thông báo nói xong liền vội vội vàng vàng chạy dạ tư không nhìn bóng lưng phi tuyết chạy đi lạnh nhạt nói ra một tên quét rác đều lợi hại như vậy dạ côn đúng là một hài tử thú vị dạ dương hoàn toàn không nhìn ra dạ côn có chỗ nào thú vị nhiều nhất chỉ là cái đầu trọc kia mà thôi lúc này dạ côn đang ăn trưa đừng nói tay nghề của công chúa đệ mùi quả thật không tệ hiện tại xem ra vẫn rất nghe lời đệ đệ dạy dỗ không tệ điểm này đệ đệ quả thật mạnh hơn mình nhưng mà đệ đệ chỉ muốn nói đại ca nếu ngươi thỏa mãn tâm nguyện của tẩu 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 có thể đối với ngươi như thế ư còn không phải giống như trước đây gắt gao kề cận ngươi ngươi nói cái gì chính là cái đó thậm chí 20 vạn kim phiếu kia đều cho ngươi thế nhưng công ca là loại người cúi đầu kia sao tuyệt đối không phải viện trưởng đại sự không xong già cung hiện tại đến cùng là thế nào mỗi ngày đều phải tới hơn mấy câu đại sự không xong ư là ngài sinh hoạt quá bình thản như thế vẫn chưa đủ loạn sao phi tuyết chạy thở không ra hơi lại thế nào già cung bất đắc dĩ hỏi viện trưởng gia gia ngươi đến rồi gia gia công ca không kịp phản ứng thậm chí hỏi ngược lại một câu gia gia của ta là ai, gia chủ dạ gia đó. Mọi người nhất thời giật mình, làm sao cũng không nghĩ tới, gia chủ dạ gia thế mà tới tận đây, người gia gia xa lạ này, dạ tần nhìn về phía đại ca, gia gia lạ lẫm đột nhiên tới chơi, đây là tới làm gì, cha mẹ vừa đi liền đến, không phải là tới thủ tiêu chúng ta chứ. Trưởng Tôn Nhị cũng rất nghi hoặc, dạ tư không từ trước tới giờ không rời khỏi thái kinh nửa bước, lần này là cố ý tới nhìn dạ con sao, cộng thêm dạ chiếu mới chết, an khang châu thiếu một vị gia chủ dạ gia, trưởng Tôn Nhị cho rằng lần này dạ tư không tới, chính là để dạ công nhận chức gia chủ này, kéo tốt quan hệ hiện tại đầu óc của nguyên chẩn và phong điền đã nứt ra biết ngay mà đi theo công ca dạng đại nhân vật gì cũng có thể nhìn thấy nhìn một chút đi gia chủ dạ gia đấy nói không chừng về sau còn có thể nhìn thấy được cả thánh nhân diệp ly và nhan mộ nhi cũng rất tò mò vì gia chủ dạ gia này sẽ dùng loại thái độ gì tới được ta biết rồi dạ công cười cười nếu tới vậy liền tiếp đãi cấp bậc lễ nghĩa phải đến nơi đến chốn đừng để cha mất mặt dạ công mang theo mọi người đi ra đại sảnh tới đón tiếp vị gia gia mười năm chưa từng gặp mặt này rất nhanh dạ côn đã nhìn thấy một vị lão giả chậm rãi đi tới nguyên bản khuôn mặt tràn đầy nếp gấp rất bình tĩnh nhưng nhìn đoàn người mình khóe miệng liền lộ ra nụ cười đây là một loại nụ cười thân thiện thậm chí còn khiến người ta cảm thấy một loại tự ái nhưng côn ca lại cảm thấy loại tộc trưởng của đại gia tộc rất khó xuất hiện vẻ mặt như thế về phần dạ dương sau lưng đám người dạ côn không chỉ gặp một lần dù sao trong ngày thành hôn dạ dương cũng gây rối không ít trong những kẻ gây sự với côn ca ta dạ chiếu cùng già dạ thiếu long đã không còn dạ dương này đoán chừng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thật tội nghiệp côn ca ta cái gì cũng không làm, liền phải nhìn đối thủ từng người ngã xuống, loại tâm tình thất lạc này ai có thể hiểu được. Gia gia, Dạ côn chấp tay hô, lộ ra đại khí, không câu nệ tiểu tiết, ngay cả Dạ Tần cũng cảm thấy đại ca lợi hại, đổi thành mình tuyệt đối hô không ra. Quan trọng là Dạ côn vẫn luôn dùng thân phận con nuôi giải quyết mọi chuyện, đối với vị Dạ Tư Không này cũng không có cảm giác gì, cho nên có thể hô ra miệng, thế nhưng Dạ Tần lại khác, đối với Dạ Tư Không vẫn tồn tại sự chán ghét, bất quá đại ca đã hô, mình vẫn phải hô theo đại ca làm thê tử dĩ nhiên cũng phải hô nguyên chẩn và phong điền dĩ nhiên không thể hô gia gia chỉ có thể cung kính hô một tiếng dạ gia chủ nhưng côn ca cũng là có người có tính khí trực tiếp không để ý đến dạ dương bên cạnh dạ tư không mang theo nụ cười dò xét dạ côn cảm giác đầu tiên chính là trầm ổn có tâm cơ xảo trá khéo đưa đẩy nhiều năm như vậy không có gặp còn có thể gọi mình là gia gia chỉ bằng vào điểm này dạ tư không liền cảm thấy toàn bộ hài tử dạ gia không có ai lợi hại bằng hắn còn có cái đầu trọc kia quả thật là một hài tử rất có cá tính nếu như con ca biết dạ tư không đánh giá mình như thế khẳng định sẽ hảo hảo tán gẫu một phen ngoài trừ trầm ổn con ca ta tự nhận ra những thứ khác đều là loạn thất bát tao con ca ta là hài tử trung thực cỡ nào xưa nay không dùng vũ lực giải quyết vấn đề đều dựa cả vào thiên hàng chính nghĩa và ánh mắt thiện ý dạ con hôm nay có thể nhìn thấy con da gia thật cao hứng còn có dạ tần, đừng trách gia gia lâu như vậy không có tới thăm các con, chủ yếu là có phụ mẫu các con, gia gia cũng không tiện tới thăm, dạ tư không nói lời này quả thật rất tốt, không hổ là gia chủ. Hiểu được cách lợi dụng sự tình, không biết còn tưởng rằng đây là sự thật, dạ công đi tới, không ngờ dạ dương thế mà cản ở phía trước, còn một mặt nghiêm túc nhìn dạ công, tự như công ca là thích khách không bằng, không biết vì sao, dạ dương rất không thích tên đầu trọc này, dạ công cũng không thích dạ dương. Cho nên mang theo từng tiêu ủy khuất nói ra ta chỉ là muốn đến đỡ gia gia mà thôi Dạ tư không sững sờ Lập tức hướng phía dạ dương quát nhẹ con muốn làm gì Cha, dạ dương là muốn nói, hiện tại tiểu tử này có thần kiếm tại thân, nguy hiểm vô cùng, còn chưa tránh ra, dạ dương bất đắc dĩ lui ra phía sau, sau đó gắt gao nhìn chầm chầm công ca, thế mà khiến cho mình xấu mặt, dạ công lập tức đỡ lấy dạ tư không, cho người ta cảm giác tự như rất vui vẻ hòa thuận. Công ca là tên ngốc à, dĩ nhiên không phải, lần này dạ tư không rõ ràng mang theo ý đồ lôi kéo kến, vì sao không lợi dụng một chút, huống hộ công chúa đang ở bên trong, làm cho công chúa nhìn một chút, để công chúa nói với thánh nhân, quan hệ mình cùng dạ gia tương đối tốt, như thế thánh nhân nhất định không yên lòng nói không chừng sẽ còn ném chỗ tốt ra ngoài côn ca liền có thể ngồi mát ăn bát vàng loại chuyện tốt này chỉ cần động mồm mép là được rồi cớ sao không làm đây công chúa điện hạ thấy trưởng tôn nhị dạ tư không vẫn đến hành lễ dạ gia chủ không cần hành lễ hiện tại ta là thê tử của dạ tần không phải công chúa muốn hành lễ cũng là ta hành lễ với ngài mới phải trưởng tôn nhị tương đối điều thấp nhưng cũng là đang diễn cho tần ca xem nữ nhân hiểu chuyện luôn được nam nhân yêu thích mà chuyện hiện tại trưởng tôn nhị cần phải làm chính là đặt danh hiệu công chúa xuống dung nhập vào tâm lý dạ tần mới có thể khống chế ở dạ tần công chúa quá khiêm tốn lão hủ không dám nhận dạ tần phải đối xử tốt với công chúa đấy chương 224, thích khách ta biết rồi gia gia dạ tần hô hai chữ gia gia này đều cảm thấy rất cứng nhắc dạ tư không làm sao không nghe ra được dạ tần này so ra kém đại ca y cách biệt quá xa hai đứa bé này của dạ minh đúng là một trời một đất may mà tần ca không biết suy nghĩ trong lòng dạ tư không bằng không thì liền muốn nói, gia gia nói rất đúng, ta cũng cảm thấy như vậy, từ nhỏ đến lớn đều muốn siêu việt đại ca, nhưng kết quả cuối cùng chính là khoảng cách càng ngày càng xa, loại thống khổ đã kích này, ai có thể hiểu được? bốn vị cháu dâu đúng là mỗi người một vẻ, Dạ côn dạ tần đúng là có phúc lớn nha dạ tư không nhìn mấy người dịp ly cũng tán thưởng không ngừng mấy người được khen đều có chút ngượng ngùng đều là nhờ phúc của gia gia đúng là không nhìn ra công phu vuốt mông ngựa của công ca đều là nhất lưu chuyện này khiến nguyên chẩn và phong điền cảm thấy công ca ngươi lợi hại như thế sao còn muốn chúng ta làm gì vẫn là trở về huyện thái tây thôi ngay cả vuốt mông ngựa chúng ta cũng không bằng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều muốn tâm sự với tiểu trọc đầu một phen, có cần phải nịnh bờ ông ta như thế không? Nếu Côn Ca biết ý nghĩ của thê tử, khẳng định sẽ hừ lạnh một tiếng, nữ nhân các ngươi đúng là tóc dài hiểu biết ngắn, lười giải thích với các ngươi. Dạ Tư không nghe nói như thế, mặt mày liền hớn hở, chuyện này khiến Dạ Dương hết sức kinh ngạc, đã rất lâu rồi cha chưa từng cười tươi như thế, hôm nay ở chỗ của Dạ Côn lại liên tục thoải mái, không nghĩ ra, Dạ Côn, phụ mẫu con không có ở đây, con chính là lớn nhất, phải chiếu cố đệ 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 mùi thật tốt, có chuyện gì, cứ viết thư cho gia gia, gia gia sẽ giúp con giải quyết, nói thật, ta chính là thích câu nói này của ngươi, đến lúc đó cũng đừng nói làm không được nha, gia dạ gia dạ ngài thật quá tốt, hẳn là vẫn chưa ăn cơm trưa phải không, chúng ta cùng nhau ăn cơm, kỳ thật câu này là lời khách khí, cùng nhau ăn cơm, ý nói chính là, ngươi có thể rời đi rồi, chúng ta muốn ăn cơm, nhưng giả dạ tư không thật không nghe ra, chủ yếu là biểu hiện của con ca quá tốt rồi, tưởng rằng hắn nhiệt tình khoản đãi, bất quá dạ tư không thật muốn trở lại Thái Kinh, dạ con, gia dạ gia dạ tại Thái Kinh còn có chuyện cần phải làm, cho nên phải lập tức trở về, lần sau, gia dạ gia dạ sẽ cùng các con ăn cơm. Dạ tư không vỗ vỗ bả vai dạ côn, khóe miệng lộ ra ý cười và dạ côn lộ ra vẻ mặt thất vọng như thế à đại sự làm trọng gia gia trên đường cẩn thận từng gia gia biết dạ tần gia gia đi trước nghe lời đại ca con được rồi gia gia dạ tần chấp tay nói nhìn mọi người dạ tư không nhẹ gật đầu bảo dạ dương đi thông tri mã phu rất nhanh xe ngựa đã hạ xuống dạ tư không giơ giơ tay lên cái biểu tình kia của côn ca thật sự là có chút sốc nổi còn kém rơi lệ mà thôi xe ngựa vừa đi biểu lộ côn ca liền khôi phục như thường nhưng công chúa ở đây cũng không thể quá bình thường được đi thôi trở về tiếp tục ăn cơm dạ côn cười nói trưởng tôn nhị hết sức nghi hoặc, dạ tư không không phải tới để dạ côn làm gia chủ sao? sao vừa rồi lại không nói gì? là do có mình ở đây ư? hẳn là như vậy, mà ở trên xe ngựa, dạ dương vẫn không nhìn được hỏi cha, thật vui vẻ như vậy sao? đúng vậy, dạ gia dạ xuất hiện dạ côn, quả thật khiến cho ta rất vui vẻ. dạ tư không cười nhẹ một tiếng, cảm thấy sau này dạ côn sẽ thành đại tài, là một hài tử ưu tú. mỗi một đại nhân vật nhìn thấy côn ca ta đều sẽ có ý nghĩ như thế. côn ca ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi nhìn trúng điểm nào? nói côn ca ta ưu tú như vậy, côn ca ta từ bỏ còn không được sao? dạ dương không hiểu nổi cha. Không phải chỉ là một đứa bé thôi sao? Đứa bé? Ngươi đến bây giờ vẫn xem Dạ côn chẳng qua là một đứa bé. Đồ đần độn. Chẳng khác gì lão tứ. Đến lúc đó làm sao chết cũng không biết, Dạ Tư không lập tức thoá mà một chầu, thật muốn mắng tỉnh đám con cháu ngu ngốc của mình. Dạ Dương cúi đầu không nói, thế nhưng đều ném mọi chuyện lên trên đầu Dạ côn, nếu không phải hắn, hôm nay mình sẽ bị cha mắng hai trận ư? Một đứa bé có thể khiến cho Bạch Đào kiếm đạo quét rác sao? Ngươi bảo y tới quét rác cho ta xem, ngươi làm được? cái ghế gia chủ này sẽ thuộc về ngươi ánh mắt dạ tư không quả thật rất độc liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của phi tuyết dạ dương nghe xong liền hít sâu một hơi bạch đào kiếm đạo còn có cái hai tên tôi tớ đứng ở cửa ra vào kia mặc dù không biết nhưng thực lực không thể coi thường hiện tại dạ cung mới bao nhiêu tuổi thế mà hắn đã có được thực lực kiếm hoàng tôi tớ vẫn là ấn số bạch đào kiếm đạo quét trác thậm chí hai thê tử của hắn đều có vấn đề những thứ này cộng lại ngươi cảm thấy hắn vẫn là hài tử giả dạ tư không bị tức đến độ giơ tay lên giả dạ dương vô thức ông đầu động tác rất buồn cười cũng may là không có người ngoài nhìn thấy giả dạ tư không chậm rãi thả tay xuống nếu giả dạ cô muốn lợi dụng ta cũng thuận theo ý của hắn nếu như có thể giúp dạ gia nâng cao một bước bị lợi dụng cũng không sao nếu các ngươi có bản lãnh này cũng có thể đến thử xem các ngươi dám sao dạ dương không nói dạ công kia làm cái gì ngươi cũng cảm thấy là tốt chúng ta làm cái gì ngươi cũng thấy ngứa mắt, nếu như lợi dụng lão nhân gia người, chúng ta còn không phải sẽ nằm trên thất cho người chặt sau, giả dạ tư không thở dài một hơi, cha, sau khi gặp dạ côn, ta có chút hối hận, sớm biết hẳn nên đến nhìn dạ côn rồi mới định đoạt, cha nhìn trúng tiểu trọc đầu dạ côn kia ở chỗ nào, không phải trên người có thanh kiếm mẻ thôi sao? Ngoại trừ điểm này mạnh hơn người khác, còn có cái gì? Còn có cái gì? Có cái rắm, có bản lĩnh đừng dùng thần kiếm, chúng ta tới đơn đấu, nếu ngươi có thể một quyền đấm chết ta, tính dạ côn ngươi thắng, dạ tư không chậm rãi nhắm mắt lại, tự hồ cảm thấy tiếc hận với quyết định của mình nhưng vào đúng lúc này xe ngựa đột nhiên ngừng lại dạ tư không vẫn nhắm mắt tự hồ đang nghỉ ngơi mà dạ dương lại biến sắc người nào lại dám cản đường gia chủ dạ gia mã phu có thể một mực đánh xe cho dạ tư không cũng xem như nửa người dạ gia khí thế kia không giống người bình thường nhưng đối với hai người trước mặt mà nói rõ ràng không đủ cha vừa ra tới liền có người muốn giết người hài nhi đi ngăn cản một thoáng từ từ phải hỏi rõ ràng mới được ta mới vừa ra ngoài liền có người không thể đợi dạ tư không từ từ mở mắt trong ánh mắt già dạ nua hiện lên một tia lạnh ý lúc này mã phu gặp nguy không loạn đối mặt hai tên thích khách che mặt trên khí thế thậm chí còn chiếm ưu thế nhỏ hai người áo đen phù không nhìn ánh mắt của bọn họ tự hồ cũng không muốn để ý tới mã phu và dạ gia chủ tránh trong xe ngựa tính là gì một người áo đen trong đó lên tiếng hô dạ tư không nhẹ nhàng trả lời là ai phái các ngươi tới một người áo đen khác thẳng nhiên nói câu nói này của tư không có hơi dư thừa rồi không ta là đang cho các ngươi cơ hội sống sót dạ tư không ngữ khí bình thản mang theo sự xem thường chuyện này khiến hai tên người áo đen dừng một chút huống hồ chỉ bằng vào hai người các ngươi cũng quá coi thường ta rồi bắt bọn chúng lại Dạ tư không từ tốn nói, thân là mã phu của dạ tư không, ngươi cho rằng y là người bình thường sao? Khẳng định không phải, chương 225, biến thân đi. Khóe miệng mã phu đột nhiên mang theo một tia thị huyết, thân hình đột nhiên tan biến, có thể đến đây ám sát dạ tư không, liền không phải hạng người hời hợt, bang bang hai tiếng, lập tức rút kiếm, tiếng kiếm treo vang vọng giữa đất trời, dạ tư không, nhận lấy cái chết đối mặt với gia chủ già gia hai tên áo đen vẫn rất cảnh giác không dám có một tia chủ quan trực tiếp thôi động kiếm linh chỉ thấy kiếm của một người trong đó hóa thành dòng nước trong veo bao bọc chủ nhân của mình lại hình thành một cái áo giáp tự như hổ điêu cả người ghé vào trong hư không mà kiếm của người áo đen còn lại một biến thành hai y trên thân kiếm hiện ra điểm điểm ánh đen kiếm linh sinh ra uy áp khiến cho cả bầu trời đều đang run rẩy dạ dương có thể cảm giác được hai tên sát thủ này đã không phải là kiếm hoàng đây tuyệt đối là kiếm tông hàng thật giá thật lấp lánh đi chi lê chỉ thấy mã phu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người trường kiếm trong tay toát ra quang mang chói mắt mà người áo đen nhìn thấy đạo ánh sáng này cả người liền ngốc tại chỗ không nhúc nhích dạ tư không trong xe ngựa đứng dậy chắp tay cả người cứ như vậy bay ra ngoài dạ dương cũng tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài gia chủ mã phu đã thu kiếm Cùng kính chấp tay với dạ tư không dạ tư không không để ý đến trôi giạt đến trước mặt hai người lấy khăn trùm đầu của bọn họ xuống vâng gia chủ mã phu lấy khăn trùm đầu một người trong đó xuống lộ ra nguyên trạng sau đó quay sang tháo khăn che mặt tên còn lại xuống dạ tư không nhìn khuôn mặt hai người trong đầu tìm kiếm tin tức tương quan thế nhưng hoàn toàn không tra ra được gì cậy miệng của bọn chúng ra dạ tư không từ tốn nói mã phu cậy mở miệng của hai người quả nhiên phát hiện độc dược gia chủ xem ra hai người này là người của sát giới đây chính là sa khắc là độc dược sát thủ sát giới dùng để tự vẫn sát giới đúng là khiến người ta đau đầu tính chất của sát giới cùng hiệp hội dòng binh không khác nhau là bao, đều là thế lực thuộc về Huyền Nguyệt Đại Lục, không thể coi thường, nhưng vào đúng lúc này, năm ngón tay của Dạ Tư không biến thành trảo, nắm vào trong hư không một cái. Một cổ khí tức kinh khủng lập từ trong thân thể Dạ Tư không bộc phát ra, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên, ở trong hư không, một tên người áo đen xuất hiện, loại nhiệm vụ này, nếu như không có người ở bên cạnh tìm cơ hội, vậy liền không giống tác phong của sát giới, Dạ Tư không tự tốn nói. Mã Phu biến sắc, trực tiếp quỳ trên không trung gia chủ tiểu nhân vô năng trở về lãnh phạt về sau không thể phạm sai lầm cấp thấp này nữa bằng không lần sau cũng không chỉ lãnh phạt đơn giản như vậy tại gia chủ tha mạng tại gia chủ theo bàn tay giả tư không di chuyển người áo đen cũng chậm rãi bay qua thế nhưng tiếng thét thống khổ trong miệng chưa từng ngừng qua xương cốt toàn thân dường như muốn nứt ra tình báo sai lầm nghiêm trọng tên giả tư không này thấy thế nào đều không giống như nhân vật cấp bậc kiếm tông hơn nữa y còn đang dùng pháp đạo bảo các ngươi nói ra chủ thuê chắc hẳn hẳn là không thể nào các ngươi đều là sát thủ trải qua huấn luyện thủ khẩu như bình cho dù chết cũng sẽ không nói hai tên sát thủ đứng như trời trồng trực tiếp hóa thành xương máu chết không rõ ràng ta nói ta nói người áo đen bị bắt lập tức cầu xin ngươi nói xem là một người mưu mô thật ta thề phốc Dạ tư không trực tiếp nghiền nát một vũng máu từ trên không rơi xuống dạ dương đứng ở bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt từ lúc nào cha trở nên lợi hại như vậy kiếm tông nói dết liền dết nhẹ nhàng tự nhiên như vậy sát giới càng ngày càng yếu dạ tư không thì thào một tiếng chắp tay đi vào trong xe ngựa dạ dương cùng mã phu liếc nhau mã phu tranh thủ thời gian gục đầu xuống mã phu là muốn nói không phải sát giới quá yếu là gia chủ ngươi càng ngày càng mạnh cha đến cùng là ai muốn giết ngài người muốn giết ta nhiều lắm chỉ cần có cơ hội bọn chúng liền sẽ thử một chút về trước đi chuyện này không được truyền ra ngoài vâng đúng rồi mặc kệ lão tứ phạm vào tội gì đi cũng không thể để người khác giết ánh mắt dạ dương sáng lên đã hiểu dạ tư không lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi dạ dương nhìn cha đều cảm giác hiện tại cha quá mạnh nhưng cha vẫn luôn điệu thấp đợi đến một ngày đột nhiên bùng nổ tính cách điệu thấp xem ra là có di truyền dạ minh như thế dạ côn cũng là như thế tần ca muốn điệu thấp đó là chuyện bình thường bên trong an khang châu dạ gia dạ ban bố thông cáo gia dạ chủ nguyên lai do dạ chiếu đảm nhận đổi thành dạ tư niên sau khi trưởng tôn nhị biết liền không tài nào nghĩ ra vì sao lại lựa chọn dạ tư niên mà không phải dạ côn chọn dạ tư niên vậy tới nơi này làm gì bất quá chuyện này cũng rất tốt ít nhất hiện tại dạ côn không có đứng bên phe nào màn đêm an khang châu dần dần buông xuống người ở bình khang phường có chút khẩn trương nhất là những nhà có tiểu hài tử căn bản không dám ngủ rất sợ hài tử đột nhiên biến mất nhưng nghĩ tới ngân sắc nam nhân tại bình khang phường trông coi trong lòng liền an tâm hơn rất nhiều ngân sắc nam nhân đúng là một người tốt buổi tối hôm nay dạ côn phải đi ra ngoài làm một chút chuyện thế nhưng phải giấu giếm tất cả mọi người mới được cho nên liền hai nàng đến cùng có ý gì mấy ngày nay luôn sụ mặt các nàng muốn ta thế nào hôm nay phải nói rõ ràng ra biện pháp con ca nghĩ ra chính là nổi giận với thê tử ông trời ơi con ca đúng là ngưu bức diệp ly và nhan mộ nhi đều mong bức đột nhiên phát cáo với mình thật là ghê gớm nha phu quân đừng nóng giận mộ nhi sợ nhang mộ nhi quen thuộc dáng vẻ nũng nịu, lập tức liền bắt đầu cầu xin tha thứ diệp ly cũng im lặng đều đã quen với bộ dáng nũng nịu cười hề hề của tiểu trọc đầu rồi diệp ly ta tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ chết cũng sẽ không nhìn dáng vẻ ủy khuất của diệp ly dạ côn cảm thấy rất sảng khoái nguyên lai mắng thê tử có cảm giác như vậy không biết đánh thê tử sẽ có cảm giác gì hay là thử một lần a à? hai người các nàng ở trong phòng suy nghĩ thật kỹ cho ta đúng là tức chết ta rồi ở đâu cũng sụ mặt với ta ta không tự ái a à? nói xong dạ côn liền đi ra khỏi phòng còn đóng sầm cửa lại nhìn dạ côn tức giận bỏ đi diệp ly và nhang mộ nhi than nhẹ một tiếng chẳng lẽ lần này thật chọc giận tiểu trọc đầu rồi nhưng lại không thể không cẩn thận nghĩ lại còn trống còn mắng nhìn đệ đệ một chút đều biết đau lòng thê tử giống như cha vậy dạ côn đi ra bên ngoài liền lật mặt vừa rồi quá thư thái, hiện tại chỉ đợi Đông Tứ và Đát Từ tới hồi báo, sau đó mặc lên trang bị liền đi, cuối cùng ở dưới ánh mắt của mọi người, chọc thủng tên giả mạo kia, đây là một bộ kế hoạch hoàn chỉnh, ổn, bất quá vẫn phải xem trước Đông Tứ và Đát Từ chuẩn bị cho mình như thế nào, vẫn không có cơ hội xem đây, dạ công cố ý chạy đến nhà xí cách đó không xa, chuẩn bị xem xem bộ giáp mới của mình vuốt ve chiếc nhẫn màu bạc, dạ công âm u hô biến thân đi, chương 226, nguyên lai like công ca có bệnh. Không đúng, dạ cung chiếc nhẫn màu bạc này thế mà biết nhắc nhở sai phạm làm học sinh của lão sư cũng phải biết làm chút chuyện tránh cho xuất hiện hiểu lầm không cần thiết, đồng tứ cố ý làm chiêu này, mục đích chính là nếu như triệu hoán không ra, vậy không phải vấn đề của chiếc nhẫn, mà là khẩu lệnh của lão sư ngươi có vấn đề, nhưng hiện tại Dạ Côn đã nghe người, lần trước không phải bảo bọn họ đặt câu này sao, sao giờ lại không đứng? Dạ Côn lần nữa ma sát chiếc nhẫn, hô biến thân, không đúng, Dạ Côn biểu lộ là như vậy, chẳng lẽ đổi thành câu nói trước kia của mình, thử một chút, Dạ Côn hắn giọng một cái tác ma thức tỉnh từ trong giấc ngủ, ánh sáng nhân từ chiếu rọi đại địa, ây đằng sau là cái gì nhỉ, quên mất, không đúng, ta dạ công nhịn không được phát nổ nói tục thật muốn nhổ nước miếng lên chiếc nhẫn công ca nửa đêm ngươi làm gì vậy một âm thanh đột nhiên vang lên ở sau lưng dạ công dọa công ca nhảy một cái dạ công nhìn lại phong điền ngươi hơn nửa đêm không ngủ ở đây làm gì tiêu chảy đi nhà xí công ca ngươi phong điền vừa chuẩn bị trở về liền nghe thấy bên trong bụi cỏ vang lên âm thanh của công ca biến thân cái gì lại thức tỉnh ác ma cái gì không phải công ca bị điên rồi chứ hả không có việc gì ngủ không được ra đi dạo một chút phong điền nhìn về phía nhà xí cách đó không xa trầm giọng hỏi Công ca, có phải gần đây áp lực hơi lớn rồi không hả? Ai nha, ngươi xem tầng ca cũng thế, biết rõ công ca ngươi, phong điền cúi đầu liếc một cái, năm nhân mà, đều hiểu dạ công phát mộng, còn tại trước mặt công ca ngươi như thế, công tẩu biểu hiện chúng ta đều nhìn ở trong mắt, làm nam nhân, ta bội phục ngươi, kính ngưỡng ngươi, thế nhưng làm một trượng phu, công ca ngươi lại không hợp cách dạ công. Dĩ nhiên chuyện này cũng không trách được công ca ngươi, loại tâm tình này ta không cách nào hiểu được, nhìn đêm khuya lại như thế, nói rõ áp lực công ca ngươi rất lớn, yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói với những người khác. Công ca cứ dùng phương thức đặc biệt kia phóng thích áp lực, ta đi trước đây, không đợi công ca đáp lời, phong điền liền trực tiếp chạy đi, mà công ca lại lẩm bẩm một tiếng ghi rốt cuộc đang nói chuyện gì thế, nhưng mà nguyên chẩn căn bản không có trở về, trực tiếp chạy đi tìm công tẩu, công tẩu. Công tẩu. Đại sự không xong, công ca u buồn. Điên rồi, phong điền nhanh chóng gõ cửa hô to, chuyện này rất lớn. Công ca chính là trụ cột, không thể đổ A, à. công tẩu A. À con ca đã như vậy rồi, đừng bức con ca nữa có được hay không, làm nam nhân rất khó, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi trong phòng đều không ngủ, nghe Phong Điền ngoài phòng hô, liền ra mở cửa làm sao vậy, Phong Điền chạy thở không ra hơi côn tẩu, ngay vừa rồi, ta nhìn thấy con ca trốn ở bụi cỏ bên cạnh nhà xí giải áp, giải áp Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi không hiểu ra sao, đúng vậy, côn tẩu, mặc dù ta là người ngoài cuộc, nhưng ta vẫn phải nói, con ca ở nơi nào cũng ưu tú, thiếu sót duy nhất các ngươi cũng biết, nhưng đừng bởi vì vậy mà tạo áp lực cho con ca. Tần ca gần đây sôi nổi, ta cũng có thể hiểu, nhưng bệnh này vẫn có thể trị được bệnh diệp ly và nhan mộ nhi sợ ngay người nguyên lai là như thế khó trách tiểu trọc đầu một mực thờ ơ nguyên lai là có bệnh nhưng lại ngượng ngùng nói còn tưởng rằng tiểu trọc đầu là cố ý thật sự là trách làm phu quân tâm thật đau nguyên lai phu quân có bệnh tiểu trọc đầu đáng thương khó trách hôm nay nổi giận đúng vậy có chút vấn đề thần kinh vừa rồi còn hô hào biến thân gì đó còn cái gì ngủ say thức tỉnh cái gì rất khủng khế pờ à, con ca đường đường là nam nhi lại muốn biến thành nữ nhân phong điền che cái trán khó có thể tin ta Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cuống cuồng, phu quân lại có ý nghĩ khủng bố như vậy, không được, nhất định phải đi tìm phu quân, dùng tình yêu tới cảm hóa phu quân, tuyệt đối đừng phát điên, công tẩu, chậm một chút, ta đi thông báo Tần ca, đây quả thật là một tin tức kinh khủng, Phong Điền tranh thủ thời gian chạy đi tìm Dạ Tần, chuyện như vậy nhất định phải nói cho tất cả mọi người mới được, nếu như công ca biết Phong Điền đang làm gì, khẳng định sẽ dẫn đến mức gọi thần kiếm ra cạo trọc đầu Phong Điền, trong đầu ngươi rốt cuộc chứa những thứ gì, thế nhưng công ca hiện tại hồn nhiên không biết, còn trốn ở trong bụi cỏ đâm chiếc nhẫn, trong miệng hô hào đủ loại biến thân mà ở cách đó không xa tất cả mọi người đều đang nhìn bóng lưng của công ca thân hơi cong lại hai tay để ở phía dưới đang chà sát thứ gì đó đám nữ hài tử cũng không nhìn được bưng kín cái miệng nhỏ nhắn phi tuyết thấy tiểu động tác của già côn cả người liền bối rối lại nhìn diệp ly và nhan mộ nhi một chút chẳng lẽ là thê tử không đủ xinh đẹp cần phải trốn ở nhà xí làm chuyện này nguyên chẩn đã choáng váng công ca vừa chà vừa hô biến thân chẳng lẽ là muốn xoa mất liền biến thành nữ nhận tần sợ ngay người đại ca ưu tú thế mà đã biến thành dạng này quá đau lòng đại ca áp lực quá lớn trưởng tôn nhị cùng tử yên cũng mộng bức đại ca là một người rất trầm ổn ngàn vạn lần không nghĩ tới lại có loại đam mê này diệp ly và nhan mộ nhi đau lòng khó nhịn nguyên lai bệnh tình của phu quân đã nguy kịch mình thế mà không thông cảm còn vui đùa hơn giỏi quá không nên đáng chết làm sao xoa không ra giả công nhìn không được khẽ quát một tiếng quyết định phải lên lớp đông tứ đắc từ một phen mọi người nghe công ca nói thế lần nữa mộng bức con ca ngươi có thể tử hạ tất phải như vậy có bệnh thì phải nói mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp ngươi như thế này là không được tất cả đều là người một nhà làm sao lại chê cười ngươi đây đại ca đáng thương của ta sao lại thảm như vậy con ca không ngờ dưới vẻ ngoài ưu tú ngưu bức thế mà ẩn giấu đi trọng bệnh đau lòng đau lòng quá phi tuyết nhưng mà dạ cung lần nữa hô đậu xanh đây nhất định là đồ giả trong mắt mọi người đều muốn lòi cả ra giả Công ca, đừng nói mình như vậy, chúng ta đều khó chịu thay ngươi, trưởng tôn nhị đột nhiên nói ra chúng ta vẫn đừng đi thì hơn, như thế sẽ tổn thương lòng tự trọng của đại ca, lời của tỷ tỷ không sai, hiện tại nếu như chúng ta xuất hiện, chỉ sợ đại ca sẽ không gượng dậy nổi. Tử Yên cũng cho rằng như thế, dạ tần rất đồng ý tẩu tẩu, đại ca như thế, chúng ta ngàn vạn lần phải giả vờ không biết, bằng không đại ca biết, thật khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì, công tẩu, ta thấy chúng ta vẫn nên về trước nghĩ biện pháp, dịp ly và nhang mộ nhi nghe cũng có lý. Lúc mọi người ở đây chuẩn bị đi, con ca lại hô một tiếng thật muốn ném ngươi đi, vừa nhìn liền bực mình, mọi người, chương 227, ý nghĩ quá kinh khủng. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi hận không thể lập tức tiến lên, an ủi tâm linh yếu ớt của phu quân, ngàn vạn lần không nghĩ tới, phu quân lại nói ra lời như vậy, công tẩu, bình tĩnh, hiện tại tâm tình của đại ca vô cùng phức tạp nếu phát hiện mình bị bắt gặp sẽ vô cùng xấu hổ đến lúc đó khẳng định sẽ làm ra sự tình không tỉnh táo và dạ tần âm u nói ra đại ca ưu tú sau lưng lại có loại tâm tính này nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp đại ca mới được xem ra mấy ngày nay đại ca là bị mình đâm chọc chỗ đâu, cộng thêm tẩu tẩu trách cứ liền có ý nghĩ như vậy trời ạ à đúng vậy đó công tẩu hiện tại công ca đã bắt đầu chê chuyện này rất không tốt đại ca đã như vậy phu quân ngươi mấy ngày nay còn như thế thật là không nên trưởng tôn nhị cũng nhịn không được muốn nói dạ tần dạ tần biểu thị oan uổng mình căn bản không biết gì cả đi thôi chúng ta vẫn nên đi về trước đi đừng để công ca biết chúng ta phát hiện bí mật của hắn gương mặt diệp ly và nhan mộ nhi đầy lo lắng sợ công ca nâng đau vung xuống như vậy thiệt thòi vẫn là các nàng Dạ công nhìn chiếc nhẫn màu bạc trong tay, thật sự không còn biện pháp nào, chờ Đông Tứ và Đát Từ trở lại hẳn nói đi, quay đầu nhìn một chút, miệng tiểu tử Phong Điền kia vẫn khá kín, kém chút đã bị phát hiện, nếu để cho đệ đệ biết, khẳng định sẽ lại u buồn, dù sao thực lực đại ca quá cường hãn, không thể không dùng loại phương thức này xuất hiện được, bất quá nơi này quả thật có chút không ổn, vẫn là chuyển sang nơi khác đi giờ tí đã qua già côn vẫn không đợi được đông tứ và đát từ trở về bên ngoài cũng không có động tĩnh gì mí mắt đều sắp chống đỡ không nổi ban đêm rét lạnh không có gì dễ chịu bằng chuyện ông thê tử ngủ đột nhiên đông tứ và đát từ xuất hiện ở bên cạnh già côn lão sư già côn xem vẻ mặt hai người liền biết đoán chừng không có trò vui, chưa bắt được người. Buổi tối hôm nay rất an tĩnh, học sinh cũng không có phát hiện manh mối gì. Đát từ cung kính nói ra, lão sư, xem ra tạc nhân có phòng bị, cho nên không dám tới. Đông tứ bổ sung một câu, dạ cung ngáp một cái, nhớ tới chuyện chiếc nhẫn màu bạc, lão sư rất muốn hỏi các ngươi một chuyện, mời lão sư nói. Đông tứ và Đát từ chắp tay hỏi, thái độ ngay ngắn thẳng tắp. Dạ cung duỗi ngón tay ra nghiêm túc hỏi khẩu lệnh đến cùng là gì. Đông tứ và Đát từ nghe xong sững sờ, Đát từ thấp giọng nói ra, không phải đặt theo ý lão sư sao? Ý của ta. Vậy các ngươi nói một chút, ý của ta là gì? Dạ công buồn bực, bọn họ lại còn nói là dựa theo ý của mình, thật quá hiếu kỳ, muốn nhìn xem các ngươi hiểu ý của ta ra sao, đồng tướng ngốc ngốc nói ra, biến thân đi đi, lão sư đã nói như thế, biến thân đi đi, dạ công sợ ngay người, nhưng mà vừa mới dứt lời, chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay lập tức phát ra ánh sáng mỏng manh, mà công ca thật biến thân, một bộ khôi giáp màu bạc, áo choàng màu đỏ tươi, còn có tóc hoa dài nhu thuận, trọng điểm là kiểu dáng bộ khôi giáp này đúng là xoái nổ, so với bộ áo giáp trước kia của dạ công, căn bản là một trời một vực phóng nhãn xem xét, cho dù công ca ngồi cũng có thể tỏa ra sát ý hùng hậu nhìn thấy lão sư biến thân đông tứ và đát từ trực tiếp nghiêng thân biểu thị kính ý và dạ, cúi đầu nhìn một chút nha không tệ nha trang bị thoạt nhìn vẫn rất sắc bén dọa người đầu rồng này làm giống như thật vậy tay nghề cao siêu nha nếu như đi ra ngoài còn không phải sẽ chìm trong tiếng hoang hô hay sao xem ra hai tên học sinh này làm trang bị vẫn được cùng ca ta liền không truy cứu chuyện này nhưng thật bội phục suy nghĩ của bọn họ biến thân đi đi cùng lắm là như thế trang bị dọa người thế này có thể biến thân thành đi đi cất kỹ trang bị dạ công vỗ vỗ bả vai của hai người cười nói làm không tệ lão sư rất thích có thể được lão sư tán dương đó chính là quan vinh của mình loại cảm giác này quá tốt lão sư ưa thích đó là vinh quang của chúng ta bất quá tóc này chẳng lẽ là của các ngươi nói đến tóc phản phất nâng lên chuyện thương tâm đồng tứ và đát từ hơi hơi cúi đầu phản phất đang cho lão sư xem ngươi nhìn lại bắt đầu mọc chuyện này phản phất đã chạm tới chuyện thương tâm của công ca đi về nghỉ ngơi đi dạ công thở thật dài chuẩn bị về nghỉ ngơi rất khó hiểu, rõ ràng là chuyện thương tâm của mình, làm sao biến thành lão sư thở dài, rất nhanh, dạ côn đã đi đến trước cửa phòng, ngọn đèn dầu bên trong vẫn sáng, các nàng còn chưa ngủ sao, phải dùng thái độ gì đi vào đây, trước đó còn chữ mắng các nàng một chầu, hay là kiên cường một chút, đừng cho các nàng cảm giác mình dễ nói chuyện, thành thật một chút, dạ côn hít một hơi thật sâu, rốt cục đẩy cửa đi vào, biết tâm tình của Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi lúc này không? Thấy phu quân trở về, xem như yên tâm, nhưng cũng rất đau lòng, thế mà đứng ở cửa ra vào điều chỉnh tâm tính, chính là không muốn để cho mình biết chuyện bản thân có bệnh, nhìn vẻ mặt này một chút, hiển lộ rõ ràng nam nhân dương cương bá khí đây nhất định là cố ý dù sao có nam nhân nào muốn để nữ nhân của mình biết chuyện như vậy cuối cùng đã có thể hiểu được cưới nhau lâu như vậy không phải hắn có thể nhìn mà là không được dạ công hồn nhiên không biết trong lòng thê tử đang suy nghĩ gì nhưng nhìn biểu lộ đáng thương của thê tử trong lòng vẫn rất thoải mái biết sai rồi chứ suốt ngày tung tăng không biết đang suy nghĩ gì còn chưa ngủ à dạ công trầm giọng hỏi bộ dáng nam nhân bá khí lập tức hiển lộ rõ ràng không có phu quân ở bên cạnh chúng ta không ngủ được dịp ly và nhan mộ nhi nũng nịu nói ra lập tức một trái một phải tựa ở trên vai côn ca chỉ số đáng yêu năm sau nhìn một chút côn ca làm sao có thể đi theo lối cũ của cha được đều là giả vờ cho các nàng xem thôi biết sai rồi sao ừm biết sai nha hai thê tử của mình uống lộn thuốc sao làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy biết sai có thể thay đổi đó chính là chuyện tốt phu quân ngươi đói không để mộ nhi chuẩn bị chút đồ cho ngươi ăn nhé nói thật dạ côn cũng có chút đói bụng được vậy ly nhi liền xoa vai cho phu quân được giả dạ công nói xong liền cảm thấy không thích hợp hai người này không phải giả đấy chứ tốt với mình như vậy nhan mộ nhi rất nhanh đã bưng một bát mì đến giả dạ công nhìn liền chảy nước miếng phu quân cẩn thận nóng miệng được rồi vẫn để ta tới đi nhan mộ nhi thổi nguội lại đứa đến miệng giả dạ công hiện tại công ca ăn đều không có động đũa xem ra mình phát hỏa với các nàng một lần liền khiến cho các nàng hiểu được sai lầm của mình loại giác ngộ này rất cao thịt kia quá lớn không ăn được rồi phu quân mì quá dài cắn đứt từng phu quân ly nhi dùng thêm chút sức chưa ăn cơm sao chương hai trăm hai mươi tám công ta không thích kim phiếu phu quân đã rất dùng sức rồi nếu đổi thành bình thường diệp ly đã sớm cắn răng nghiến lợi thế nhưng hiện tại Công ca hiện tại vô cùng hung hăng càng quấy Thế nhưng loại hung hăng càng quấy này ở trong mắt Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi Đó chính là đang giả vờ Mặt ngoài hung hăng càng quấy Nội tâm lại rất yếu ớt Cuối cùng cũng no rồi Dạ côn thở vào một hơi liếc trọng thê tử Thật sự quá sảng khoái Nhưng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng đang nhìn trọng dạ côn Loại miễn cưỡng vui cười này thống khổ đến giường nào Vì không để cho mình lo lắng Phu quân một mình gánh chịu tất cả áp lực, mình cũng quá không hiểu chuyện, phu quân, chúng ta tới cởi áo cho ngươi đây, tốt như vậy sao, ha ha ha, thú vị nha dạ con đưa ngang hai tay vô cùng có mùi vị nam nhân dưới sự cẩn thận của thê tử con ca ta rốt cục nằm ở trên giường đi ngủ phu quân rất thích ngươi a à. đúng vậy phu quân quá nam nhân dạ con mơ màng không biết làm sao thê tử lại nịnh hóc mình như thế bất quá nghe rất thoải mái đúng thế phu quân các nàng chính là nam nhân đỉnh thiên lập địa dạ con không khỏi có chút bay lên dù sao con ca ta xưa nay không khoác lác được thê tử dỗ đến mức muốn bay lên trời diệp ly và nhang mộ nhi nghe xong liền đau lòng ông dạ con thật chặt phu quân là nam nhân đỉnh thiên lập địa, chúng ta rất thích phu quân, dễ chịu, rất thư thái, con ca rất thích nghe lời này, đúng rồi, phu quân, chỉ thấy Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi trực tiếp lấy kim phiếu của mình ra, mỗi người 10 vạn kim phiếu, chuyện này khiến dạ công sợ ngay người, các nàng làm cái gì vậy, dạ công nghi hoặc hỏi, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng đã thương lượng qua, hiện tại phải giúp phu quân cảm nhận được địa vị của nam nhân, như thế mới thuận tiện sau này trị liệu, trị bệnh quan trọng nhất vẫn là tâm tính, phu quân, chúng ta đã nghĩ qua, Kim phiếu này vẫn nên đặt ở trên người gia chủ đi, tỷ tỷ nói không sai, đặt ở trên người chúng ta không an toàn, có biến khẳng định có biến nói không chừng chờ ta lấy kim phiếu các ngươi liền đâm thọc với mẫu thân hãm hại vi phu bằng vào chút tính toán này của các ngươi hỏa nhãn kim tinh của côn ca ta đã sớm nhìn thấu các nàng làm gì vậy với các nàng ta luôn tín nhiệm vô điều kiện xem các nàng kia sao có thể có ý nghĩ khủng bố như vậy chứ mẫu thân dạy các nàng như thế nào chẳng lẽ các nàng quên rồi sao diệp ly và nhan mộ nhi bị dạ công giáo huấn hơi hơi cúi đầu tận lực để côn ca hưởng thụ khoái cảm nam nhân dạ công ta là loại người yêu kim phiếu kia sao ta là thương các nàng biết không về sau đừng nói những lời này, bằng không thì sẽ đánh các nàng, phu quân, ta sai rồi, phu quân, thật xin lỗi, chúng ta không phải có ý này, không quản các nàng có ý gì, ta đều hy vọng các nàng có thái độ tốt, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đau lòng muốn khóc, phu quân thật biết ẩn giấu, một chút cũng nhìn không ra, phu quân. Nghe âm thanh nũng nịu của thê tử, dạ công nhẹ nhàng thở ra, kém chút dính bẫy của các ngươi, cũng may ta cơ trí, thê tử, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ thôi từng, chúng ta muốn ông thật chặt phu quân ngủ, được được được, Ôm, ông ông bộ dáng dạ côn rất bất đắc dĩ ai bảo mình quá ưu tú cho nên thê tử mới dính người như thế sáng sớm dạ côn mơ mơ màng màng cảm giác thê tử bên cạnh đang rời giường từ từ mở mắt lập tức nghi hoặc hỏi các nàng đi đâu thế đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho phu quân hiện tại còn sớm phu quân cứ ngủ tiếp đi nhan mộ nhi ôn nhu nói thậm chí còn hôn mặt côn ca một cái trước đó hai người bọn họ không phải như vậy gọi các nàng rời giường còn phải dỗ nữa hôm nay thế mà tự giác như thế chẳng lẽ là bị mình mắng tỉnh hiện tại còn sớm ngủ tiếp ngủ bên ngoài rất lạnh thê tử hiểu chuyện cung ca cũng an tâm phu quân nghe lời ngủ tiếp đi tai nha thê tử quá hiểu chuyện vậy được rồi lúc nữa nhớ gọi ta đừng diệp ly và nhan mộ nhi chỉnh lý xong liền ra cửa đi vào nhà bếp ai ngờ đợi đợi cùng đợi mùi thức dậy càng sớm hơn tẩu tẩu các ngươi đến rồi à chúng ta đang đang thảo luận nên làm chút gì đó cho đại ca bồi bổ thật hy vọng đại ca sớm bình phục tử yên lo lắng nói ra Giả Tần bên cạnh lo lắng tẩu tẩu, hôm qua đại ca vẫn như thường sao, bây giờ ở trong mắt giả Tần, đại ca là không được bình thường. Giả bộ không hề phát sinh chuyện gì. Ai, Diệp Ly thở thật dài. Nguyên Chẩn và Phong Điền lúc này cũng đi vào trong phòng, trong tay còn cầm lấy một cái hộp. Tẩu tẩu, đây là nhân sâm trăm năm cho con ca ăn hẳn có chỗ tốt. Nguyên Chẩn vội vàng nói, Giả Tần nghi hoặc hỏi nhân sâm này ở đâu ra? Hả, là cha ta cho cha ngươi cho ngươi nhân sâm làm gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Nguyên Chẩn, da đầu Nguyên Chẩn đều tê. Các ngươi đừng hiểu lầm, cha ta là sợ ta tu luyện vất vả cho nên mới sai người đưa tới cho ta, nguyên chẩn tranh thủ thời gian giải thích một chút, bằng không thì mọi người sẽ cho rằng mình giống như con ca, nguyên lai like là như thế, nhị nhị, mau nấu củ nhân sâm này. Ừm, hai vị tẩu tẩu trở về bồi đại ca đi, nơi này có chúng ta là được rồi, trưởng tôn nhị quan tâm nói ra, muốn biểu hiện ở trước mặt tần ca một chút, chúng ta cùng làm đi, vừa vặn chỗ ta còn có chút thuốc bổ, đặt ở trong thức ăn, phu quân sẽ không biết, Diệp Ly là luyện dược đại sư, vẫn hiểu, nhan mộ nhi cũng có sư phó dạy phương pháp phối chế, có thể luyện chế ra tới, dạ tần cảm thấy có khả năng như thế cũng tốt, nhưng vào đúng lúc này, phi tuyết đột nhiên đi đến, thấy mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nói ra. Hiện tại thân thể dạ viện trưởng khó chịu, chỗ này của ta vừa vặn có một loại thảo dược, có lẽ có thể giúp một phen chỉ thấy phi tuyết cầm hộp gấm thật dài trong tay nhan mộ nhi cũng không có khách khí dù sao chuyện của phu quân quan trọng nhất mở hộp ra xem xét bên trong có một cốc thảo dược quái dị hiện lên màu tím ống ánh long lanh nhìn cũng biết không phải hàng tiện nghi rẻ tiền đây chẳng lẽ là hoa ngữ dịp trưởng tôn nhị kinh hô phi tuyết lộ ra nụ cười xấu hổ lại không thất lễ dưới sự trùng hợp lấy được trùng hợp trùng hợp thảo dược này ngay cả phụ hoàng đều đang dùng chẳng qua là quá thư thất phụ hoàng đều không nỡ bỏ thế mà ở đây lại xuất hiện một gốc nhan mộ nhi ngửi ngửi đúng là có thể trị bệnh cho phu quân nếu như thêm vào bên trong nhân sâm hẳn càng có hiệu quả mọi người không khỏi nhẹ gật đầu hạ dược liền phải hạ mãnh liệt một chút phải nhất kích phải trúng trưởng tôn nhị nhắc nhở một tiếng hoa ngữ dịch này chỉ cần một chút là được rồi dược hiệu như thế dạ tần sững sờ nhị nhị làm sao nàng biết dùng qua rồi tất cả mọi người nhìn về phía công chúa ánh mắt kia quá tuyệt tần ca mới bị đội nón xanh không lâu sẽ không công chúa điện hạ ngươi cũng điểm lên đầu tần ca chương hai không có phòng thê tử ngay cả tim của dạ tần cũng bắt đầu đập rộn lên không phải chứ nhưng nghĩ đến công chúa cùng tử yên đều giống nhau hẳn không đến mức chẳng lẽ là nón xanh trên tinh thần phu quân trưởng tôn nhị thấy dạ tần thế mà mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn mình liền dậm chân nàng lập tức nói ra đó là phụ hoàng ta dùng phốc tất cả mọi người sợ ngay người này có tính là việc tư của thánh nhân không chúng ta thế mà biết việc tư của thánh nhân có thể bị mất đầu hay không nguyên chẩn và phong điền sắp bị dọa tè ra quần các ngươi là người một nhà chúng ta là người ngoài cuộc không nghe thấy gì cả không nghe thấy vừa rồi bọn họ nói cái gì ta hoàn toàn không biết hả nguyên lai là thánh nhân dạ tần vỗ vỗ ngực đúng là bị ba uyển thanh tổn thương tạo thành phản xạ có điều kiện hư trưởng tôn nhị yêu kiều hư một tiếng không để ý tới tần ca tự yên chọc chọc dạ tần còn không cố gắng dỗ nàng người ta đều như vậy ngươi còn hoài nghi cẩn thận đến lúc đó thật cho ngươi sanh biết tần ca cũng có chút khó nhưng thê tử vẫn phải dỗ tốt quá trình dỗ nhất định phải học cha bất kể nói thế nào cha dỗ mẫu thân quả thật tuyệt không thể tả không có thê tử ở bên cạnh dạ côn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó lật qua lật lại ngủ không yên quyết định rời giường mặc vào áo choàng thật dày dạ cung đi dọc hành lang người đâu ngẫm lại cũng đúng hôm nay lên còn khá sớm để để có thể thức dậy sớm có đánh chết cũng không tin về phần nguyên chẩn và phong điền muốn để bọn họ thức dậy sớm đó là chuyện không thể nào nếu như có thể thức dậy sớm cùng ca ta trồng cây chuối cho các ngươi xem nhưng vào đúng lúc này dạ cung nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân lập tức nổi lên nghi ngờ phu quân ngươi làm sao dậy rồi Đại ca, sao ngủ thêm một lúc công ca, sao lại dậy sớm như thế? Dạ công ách một thoáng, lập tức miễn cưỡng cười nói dậy sớm tập thể dục, rèn luyện rèn luyện. Mọi người nghe xong lời này liền hiểu, công ca vẫn muốn trị tốt mình, còn chưa từ bỏ hy vọng. Đây là chuyện tốt, đúng lúc. Đồ ăn sáng đã làm xong, Tử Yên bưng lấy nước canh vàng óng ánh, những người khác cũng đặt thức ăn trong tay xuống, dạ công ngửi ngửi cảm thấy rất thơm. Sáng sớm các ngươi đều chạy đến nấu cơm, công ca vẫn nghi hoặc hỏi ra, không có, khi nãy mới đến trùng hợp gặp phải, liền phụ một tay. Nguyên Chẩn và Phong Điền nói rõ lý do, dạ tần cũng không biết nói cái gì, tùy tiện nói nói học một ít về sau nấu cơm cho thê tử tần ca không biết câu nói tùy tiện này lại tao ra tương lai đầy bi thống còn thảm hơn cả cha ít nhất mẫu thân vẫn biết nấu cơm còn phi tuyết ngươi thì sao ách không phải bị mùi thơm mê hoặc sao phi tuyết nói nhỏ cười nói phu quân đừng hỏi nữa trước hút miếng canh thấm giọng đi dịp ly múc thêm cho dạ cô một chén canh thập toàn đại bổ nữa nếu côn ca uống khẳng định sẽ bạo phát dù sao trong này thả đủ loại thuốc bồi bổ thân thế có trời mới biết trộn chung với nhau sẽ có hiệu quả như thế nào Dạ công tiếp nhận chén canh trong tay dịp ly, bên trong tảng ra hương vị mê người, ít nhất từ bề ngoài xem ra, canh này uống rất ngon, không nói những cái khác, trước nhấp một ngụm nho nhỏ tê, ngông, thơm, dễ chịu, ấm nóng. Là ai làm thế, là mọi người cùng nhau làm, tất cả đều vì cứu vất dạ công ngươi, là hai tẩu tẩu làm, dạ tần dĩ nhiên phải đẩy công lao cho tẩu tẩu, trong lòng dạ vô cùng cảm động, buông bát xuống, cầm tay thật chặt thê tử ly nhi, mộ nhi, các nàng vất vả rồi, chúng ta không vất cả, chỉ cần phu quân tốt là được rồi. Dịp Ly và Nhan Mộ Nhiên nhìn Dạ Công thật sâu, chuyện này khiến Dạ Công cảm thấy dường như mình cách cái chết không xa, ít nhất hắn cho rằng ánh mắt của các nàng đang biểu đạt loại ý tứ này, vậy ta phải uống hết toàn bộ chén canh này mới được, các ngươi đừng dành với ta đấy, đây là do thê tử của ta đặc biệt chuẩn bị cho ta, Dạ Công trực tiếp nâng bát đến trước mặt, chén canh này chính là cho ngươi uống, người bình thường nào dám uống? mọi người nhìn con ca ta từng ngụm từng ngụm uống hết phản phất còn chưa thỏa mãn xem ra bệnh tình đã nguy kịch rồi dễ chịu a nguyên bản còn cảm thấy có chút lạnh hiện tại thân thể đã nóng lên một chút dạ công cười to nói có lẽ là khá nóng trắng đều toát mồ hôi dạ công phát hiện ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình các ngươi nhìn ta làm gì ăn đê bằng không đồ ăn sẽ nguội mất ăn 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 dạ con cười cười gấp thức ăn cho thê tử dù sao thê tử đối tốt với mình như vậy mình phải đối tốt với thể tử hơn mới được đây là chuyện một vị trưởng phu nên làm bất quá sao cảm thấy hơi nóng nhỉ sau khi ăn xong dạ tần tò mò hỏi đại ca ngươi cảm thấy nóng ư có một chút xem ra canh này rất bổ sớm biết đã để đệ đệ ngươi uống rồi dạ con xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra tẩu tẩu đặc biệt chuẩn bị cho đại ca đệ đệ không dám uống không dám uống dạ con nghi ngờ hỏi một tiếng chuyện này khiến dạ tần thầm hô không ổn hình như mình đã lỡ lời dạ, công nhìn biểu lộ của đệ đệ liền biết canh này tuyệt đối có vấn đề nhìn lại thê tử một chút bộ dáng xấu hổ giống như vừa làm chuyện xấu xong dạ công ta ngày phòng đêm phòng thế mà vẫn không phòng được trong cơ thể có một dòng nước nóng chảy tán loạn dạ công khó có thể tin nói ra các nàng thế mà nghe lời mẫu thân hạ dược mọi người phu quân không phải như thế Diệp Ly lập tức nói rõ lý do, chúng ta đều chỉ muốn tốt cho ngươi, không phải hạ dược và dạ côn thậm chí cảm giác cổ họng đều có thể phun lửa, cả người phản phất muốn nứt ra, nhìn không được hai tay đập ở trên bàn cho dù muốn hạ dược, các nạn cũng không nên hạ mạnh như thế chứ. Dạ côn thở hổn hển, đôi mắt đỏ bừng, mọi người chỉ muốn nói, nếu như dược hiệu không mạnh mẽ, vậy sao có thể chữa khỏi bệnh đây? Dạ côn cảm giác hiện tại toàn thân đều là khí lực, nếu như không phát tiết ra ngoài, một khi khí tức tích, tích lũy bùng nổ, vậy An Khang Châu liền xong đời. Hai bà nương không hiểu chuyện này, lúc nửa trở về nhất định sẽ giáo huấn các nàng, dạ cung xoay người chạy biệt tâm phu quân, đại ca, cung ca, phi tuyết thì thào một tiếng xong, cung ca nhất định bị đã kích, tâm tình lúc này khẳng định vô cùng khó chịu. Đúng vậy, trợ giúp của chúng ta ở trong mắt côn ca biến thành thương hại, kỳ thật loại bệnh này, thứ không cần nhất chính là thương hại, dù sao loại thương hại này đối với bọn họ là một loại sĩ nhục, phu quân Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đuổi theo, nhưng Dạ Côn đã sớm không còn tung tích, lúc này côn ca đang toàn lực chạy, khí tức tích lũy trong cơ thể chậm rãi tán đi, thế nhưng cổ hơi nóng kia lại liên tục không ngừng sinh ra, Dạ Côn gọi ra áo giáp màu bạc, sau khi mặc áo giáp vào, Dạ Côn cảm thấy được một tia hàn ý, xem như dễ chịu một chút, nhưng vẫn không có cách nào khống chế hai bà nương kia hiện tại đúng là không từ thủ đoạn vì muốn chiếm được mình mà chuyện gì cũng dám làm không hổ là người do mẫu thân dạy dỗ đều mang theo một cổ ngoan kình chương 230, giả mang va chạm trong một trường cây cách an khang châu khá xa có hai nam nhân đang chờ đợi còn thì thầm nói chuyện với nhau mà trên mặt hai nam tử này đều khắc đầy hoa văn kỳ quái tự như một loại tập tục đám người an khang châu ngu xuẩn chúng ta sao có thể gây án cùng một nơi cơ chứ thôi đi đêm qua thu hàng không ít đến lúc đó nhất định sẽ được tông chủ thưởng thức không sai đợi tông chủ đại công cáo thành chúng ta liền có thể đi ngang thái kinh thậm chí toàn bộ đông u phải kiếm đế tính là gì tông chủ dùng một đầu ngón tay liền xoa chết thật muốn đại khai sát giới ở an khang châu đúng vậy dưới sự trợ giúp của tông chủ hiện tại ta đã là cao thủ cấp bậc kiếm tông người nào có thể đánh ta hiện tại chỉ đợi tông chủ chúng ta sắp thành cánh tay đắc lực của tông chủ giúp tông chủ đánh xuống thái kinh ta đã không thể chờ đợi hai tên tiểu đệ kiếm tông nắm quả đấm thật chặt toàn thân tản ra lợi khí đến lúc đó trước đồ sát an khang châu sau đó tới thái kinh loại hình ảnh vĩ đại kia đã hình thành trong đầu khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý nhưng vào đúng lúc này hai người nhất thời cảm thấy đồ vật gì xuyên qua thân thể bay đi nhưng tốc độ quá nhanh căn bản không nhìn thấy được chỉ là một loại cảm giác rất nhỏ bé mà thôi ta cảm giác rất không dễ chịu nam tử âm u nói ra ta cũng vậy giống như phanh phanh lời của hai người vừa mới dứt âm thân thể liền vỡ vụn vẫy trên mặt đất chuẩn xác mà nói hẳn là bị đụng nát cùng ca căn bản không biết phát sinh chuyện gì cúi đầu liền chạy như điên vừa rồi loại nhẹ nhàng va chạm kia đều không thể nào cảm giác được ngay cả áo giáp màu bạc đều không nhiễm máu tươi và dạ côn vừa chạy đi không bao lâu một tên nam nhân sắc mặt tái nhật xuất hiện ở hiện trường khi nhìn thấy hai bãi máu thịt mơ hồ trên mặt đất vẻ mặt lập tức siết chặt các ngươi rốt cuộc đã gặp phải nhân vật cường đại nào thế mà có kết cục như vậy nam tử yên lặng nói nhỏ một tiếng nhìn hiện trường một chút nam tử trầm giọng nói ra người kia dùng công pháp mạnh mẽ gì mới biến các ngươi thành thế này hẳn là dùng thủ đoạn đánh lén quá đáng giận bất quá các ngươi yên tâm đi chờ ta đại công đại thành sẽ báo thù rửa hận cho các ngươi nhìn về phía hang núi bên cạnh nam tử đi vào chỉ thấy trong sơn đều là hài nhiên ngủ say thấy tình cảnh như vậy khóe miệng nam tử nhếch lên một tia huyết tinh thái kinh các ngươi chuẩn bị run rẩy đi chuẩn bị nên đón hào quang tận thế đi lửa địa ngục sẽ thiêu cháy tất cả tín niệm trong lòng các ngươi hồng thí thiên ta sẽ đạp lên tử vong liệt diễm xuất hiện chuẩn bị chết đi các phạm nhân nếu như vị hồn thí thiên đại nhân này sớm xuất hiện một chút liền tốt côn ca trực tiếp dùng chiêu giả mang va chạm cùng một chỗ miễu sát lúc này côn ca đã ngừng lại ngụm lớn thở dốc đáng giận đáng giận a à. trở về nhất định phải hung hăng giáo huấn các nàng tán gẫu với các nàng một chút sinh con quan trọng như vậy sao ta không có gấp các ngươi gấp cái gì cũng may đạo lực trong cơ thể côn ca đã thuộc về mình dần dần hấp thu cổ nhiệt lưu này và côn chạy như điên cũng tán phát không ít hiện tại xem như ổn định lại sau này ăn cơm côn ca ta phải chuẩn bị một cây ngân châm phàm là do thê tử làm đều phải thử một chút Mang theo bất đắc dĩ, Dạ Côn chạy chậm trở về, hồn nhiên không biết, vừa rồi mình mới đụng chết hai người, càng không biết, linh hồn hai người kia bị khô giáp màu bạc hấp thu, chờ lúc Côn Ca ta trở về mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, tất cả mọi người đều đang ngồi trong đại sảnh chờ, nhìn thấy Dạ Côn bình yên vô sự trở về, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, hai nàng đến đây, ta có lời muốn nói với các nàng, Dạ Côn hướng phía thế tử Từ Tốn nói, dịp ly và Nhan Mộ Nhi cúi đầu, đi theo Dạ Côn vào trong phòng, nhìn bộ dáng đáng thương của thế tử, Dạ Côn cũng không muốn mắng quá ác, dù sao người ta mong muốn hài tử, đây là chuyện bình thường, chẳng qua là dùng sai phương pháp các ngươi có thể thương lượng một chút, sau đó lại nói cho ta biết, dù sao dạ công ta cũng không phải người không nói lý, cần phải dùng phương pháp của mẫu thân ư. Nếu như dược lực này mạnh thêm một chút, vừa rồi liền nguy hiểm, biết các nàng muốn có hài tử, dạ công trầm giọng nói ra, dịp ly và nhan mộ nhi nghe xong, biết dạ công có nỗi khổ, cũng là tùy theo mà nói, phu quân, đều là lỗi của chúng ta, không không không, là lỗi của ta, ta không thể cho các nàng hài tử, kỳ thật dạ công muốn biểu đạt chính là, bây giờ còn chưa được, thế nhưng dịp ly và nhan mộ nhi nghe xong, lại tưởng rằng dạ công muốn thẳng thắng, dạ công tiếp tục nói, kỳ thật bây giờ chúng ta còn trẻ nếu như sinh hài tử cuộc sống của các nàng đều phải xoay quanh hài tử có phải hay không các nàng còn chưa hưởng thụ cuộc sống vui vẻ nữa sau khi có hài tử vậy phải chăm lo đủ đường mà chúng ta mới bao lớn bản thân chúng ta vẫn còn là hài tử cho nên vi phu cảm thấy lại chờ mấy năm rồi hãy sinh hài tử chờ chúng ta thành thục chuẩn bị sẵn sàng có thể bảo hộ hai tử các nàng có đồng ý không diệp ly và nhan mộ nhi lập tức hiểu rõ ý của dạ côn hẳn là muốn lợi dụng mấy năm này chữa bệnh mặc dù lời kia không nói ra nhưng hiểu là được rồi từng chúng ta đều nghe phu quân phu quân nói cái gì chúng ta đều nghe ai các nàng nói thật đương nhiên chúng ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt phu quân nhan mộ nhi cùng diệp ly đều muốn thề dạ côn giữ chặt tay nhỏ của thê tử sau này không thể như thế nữa có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng phu quân diệp ly và nhan mộ nhi bổ nhau vào trong ngực dạ côn khóc trống lên đau lòng a à dạ côn cũng không biết tại sao thê tử lại khóc đến thương tâm như vậy chẳng lẽ là mình mắng quá lời sao nhưng mà vừa rồi mình cũng không có mắng mà bệnh tình này của phu quân vẫn phải trị nhưng từ từ mới được thiếu gia đại sự không xong đông tứ người còn chưa tới âm thanh đã tới trước dạ côn biến sắc đêm qua quên nói cho bọn họ đừng luôn dùng đại sự không xong dùng một lần còn tốt dùng nhiều liền mất tự nhiên làm sao vậy dạ côn đi ra cửa hỏi đông tứ nói nhỏ nói ra lão sư hôm qua không có phát sinh ở bình khang phường mà là phát sinh ở một phường trong thành bắc lần này mất đi hơn 200 hài nhi cái gì Dạ công kinh hô một tiếng, loại ác nhân gì, thế mà lại ra tay với hài tử vừa rới ra đời. Đúng thật là không còn nhân tính, nếu để cho mình đụng phải, nhất định phải bóp nát bọn chúng, ba đài đã hạ thông cáo, toàn thành cảnh giới, ban đêm không được rời khỏi nhà, còn điều quân đội đóng quân ngoài thành vào nội thành tuần tra, ngân sắc nam nhân kia đâu, Dạ công hỏi, bởi vì không rõ mục tiêu, ngân sắc nam nhân không còn cố thủ một nơi, hiện tại đang tuần tra bốn phía, Dạ công nhẹ gật đầu. Tình huống hiện tại chỉ có thể làm như thế buổi tối hôm nay các ngươi cũng ra điều tra, ta không thể phân thân, thế nhưng một khi có tin tức, liền ở bên ngoài học chim gọi.